Ok, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình cũng tranh thủ mình làm một cái clip để cùng mọi người chúng ta trao đổi về cái vấn đề là nâng cấp phối ghép micro. Thì làm sao để chúng ta nâng cấp một cặp micro cho nó phù hợp. Có rất nhiều trường hợp mà khách hàng là hát cảm giác là nặng rồi khó hát này kia. Rất nhiều khách hàng không có biết, cho nên là cứ nghĩ đó là do micro, cho nên là họ cứ nghĩ là micro là cái mà để mà thu âm vào rồi là nhẹ hay nặng thì nó sẽ liên quan hoàn toàn đến micro. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đôi chút và cùng mọi người chúng ta cùng cho ra những cái kinh nghiệm để chúng ta trao đổi một chút mọi người ha. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế, tức là cách đây một vài hôm, một anh khách ở nước ngoài về Việt Nam thì anh có gọi cho mình là kêu mình là hệ thống của anh hát rất là nặng, rất là khó hát, cho nên là anh muốn thay cặp mic, kêu mình lấy cho anh cặp mic nào khoảng tầm trên $1,000 mọi người đó. Thì anh xác định là sử dụng dòng beta của Shure, cho nên là trước khi mà anh yêu cầu thì mình cũng là xin phép là yêu cầu lại, có nghĩa là mình muốn anh là chụp qua cái hệ thống mà anh đang có để cho mình thực tế mình nhìn xem để mình biết được là nó nặng là do cái gì, do nguyên nhân của micro hay là do nguyên nhân của hệ thống loa hay do cái gì. Và khi mà anh ấy chụp qua cho mình thì mình xem thì thực chất anh đang xài đó là một cặp loa 301 series 5 của Bo và một cái âm ly của Jaguar và một cặp mic đâu đó khoảng tầm là 6-7 triệu gì đó rồi, mà anh hát rất là nặng. Và cái hệ thống như vậy mà anh sử dụng trong căn phòng là hơn 30 mét vuông mọi người. Thì mọi người hiểu đơn thuần cho mình, micro dùng để làm gì? Micro, cái trách nhiệm của nó là thu âm thanh. Micro càng xịn thì cái khả năng nó thu âm thanh càng thật, cái khả năng tái tạo càng thật từ đó. Và tiếp đến là mixer, nó sẽ xử lý, lọc âm rồi truyền tải xuống main công suất, sau đó thì sẽ đưa ra loa. Loa là cái thằng đóng vai trò là chịu tải và cũng như là tiêu thụ. Thì với một cặp loa Bose Series 301 như vậy, công suất chỉ có là 75W. Bây giờ mình giải thích sơ qua một chút về cái vấn đề công suất của loa. Thì chúng ta muốn nhẹ được thì đòi hỏi chúng ta phải sử dụng nhạc bao nhiêu phần trăm và micro bao nhiêu phần trăm. Thì ví dụ như mình sẽ sử dụng nhạc là đâu đó khoảng tầm là 30W cho đến 40W, còn lại bao nhiêu thì mình dành sử dụng cho micro. Nhưng mà trong khi đó chúng ta nhiều khi chúng ta không biết là chúng ta lại chơi nhạc lên tới là 100W luôn. Thì như vậy là đã quá công suất của loa rồi. Và trong cái đó là một cặp loa như vậy chỉ được phép sử dụng trong căn phòng đâu đó khoảng tầm 15 mét vuông gì đó thôi, thì nó âm thanh nó mới đầy. Thì khi mình giải thích cho anh và mình nói sơ qua như vậy thì anh đã hiểu được cái vấn đề là nặng nhẹ là do cái gì. Cho nên là sau này anh kêu là thôi vậy để anh xài tạm, để mai mốt anh nâng cấp lên hệ thống loa, hệ thống máy luôn, toàn bộ luôn. Nhưng bây giờ anh bỏ ra 20 mấy triệu để anh mua một cặp mic, nó không mang lại được một ích lợi gì hết. Đó, thậm chí mình nói thật đôi khi nó còn tệ hơn. Bởi vì mic xịn mọi người, chúng ta hát nó cái âm thanh nó ra rất là thật và rất là chi tiết. Cái là mic càng nhiều tiền từ nào thì cái khả năng tái tạo âm thanh càng thật từ đó. Thì ngược lại thì nó sẽ lòi các cái khuyết điểm của chúng ta ra. Trường hợp những quý vị nào chúng ta hát tốt, giọng hát chúng ta hay, chúng ta xử lý âm tốt thì những cái mic với tầm giá cao nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ ok hơn. Còn cái nhu cầu của chúng ta là nhu cầu hát karaoke. Chúng ta cần cái độ ảo ảo một xíu, rồi là làm sao cho cái âm nó ấm ấm một xíu, làm sao cho nó bị dạ cái tiếng hát của chúng ta đi một xíu để cho chúng ta cảm nhận được nó hay hơn, chứ không phải chúng ta không phải là chuyên nghiệp như những ca sĩ. Tuy nhiên thì quý vị nào chúng ta hát tốt thì chúng ta có thể là mua những cái cặp mic xịn đó để chúng ta xài. Thì đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ sơ qua. Ok, thì bây giờ sẽ quay trở lại chủ đề là có nên nâng cấp micro hay không. Thì với điều kiện nâng cấp micro là như thế nào? Khi chúng ta đầu tư một hệ thống âm thanh, về vấn đề tính chất công suất của loa, rồi như là hệ thống máy này kia, chúng ta đã đáp ứng được đủ công suất chuẩn với cái không gian và cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi, thì chúng ta đang sử dụng một cặp mic nó quá tệ, đâu đó khoảng tầm vài ba triệu, cái âm thanh nó không có được sạch sẽ cho lắm, thì chúng ta có thể nâng cấp lên những cặp mic của Trung Quốc nằm đâu đó khoảng tầm 7-8 triệu gì đó là cái âm nó cũng tốt rồi. Ngoài ra nữa thì chúng ta muốn là cái âm thanh nó tái tạo được thật hơn, thật cái giọng ca của chúng ta hơn, thì chúng ta có thể đầu tư lên những cặp mic với tầm giá cao khoảng tầm vài ba chục, ba bốn chục gì đó. Thì đó là cái vấn đề là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều cái trường hợp là một cái hệ thống âm thanh chúng ta đầu tư rất là mắc tiền và công suất này kia đã đầy đủ, đã rất là đầy cho cái căn phòng rồi, nhưng mà âm thanh cũng không hay, chúng ta hát vẫn rất là khó hát, vẫn rất là nặng, thì cái đó chúng ta sử dụng phương án loại trừ.
thì hệ thống âm thanh chúng ta đã chuẩn rồi. Thì bây giờ mà không hay nữa thì tất cả đều do liên quan tới vấn đề là setup hệ thống. Ok, thì thông thường một cái hệ thống karaoke phổ thông thì sẽ bao gồm những thiết bị như thế nào? Thì thông thường sẽ bao gồm đó là một chiếc main power, một chiếc vang số, còn chúng ta còn gọi là mixer, và một cặp micro karaoke và một cặp loa. Nhu cầu chúng ta cao hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm một chiếc sub và một chiếc đầu karaoke. Thì vấn đề về vấn đề đầu karaoke để lấy nguồn nhạc thì chúng ta có thể lấy trực tiếp từ TV xuống bằng ngõ optical để chúng ta hát trực tiếp ở trên YouTube, bởi vì bây giờ YouTube mà nó cũng rất là phổ thông và cũng đa dạng các cái deep bài hát cũng rất là dễ lựa chọn. Còn nếu như tuy nhiên chúng ta có nhu cầu cao hơn thì chúng ta có thể lựa chọn những cái đầu karaoke chuyên dụng để chúng ta tiện dụng hơn trong vấn đề sử dụng. Chúng ta có thể là sử dụng app này kia để chúng ta sử dụng một cách nó tiện lợi hơn và lựa chọn một cách nó nhanh gọn hơn, không bị quảng cáo này kia như là chúng ta hát YouTube trực tiếp. Cái mà mọi người đang nhìn vào đây là một cặp micro của JBL VM300 và một chiếc vang số Baram Max Pro D30. Thì cái dòng này là cái dòng được thay thế cho cái dòng Baram Max MX320 hồi trước mọi người. Những quý vị nào có theo dõi kênh của Thiên Vũ á, thì lúc trước thấy bên mình bán cái dòng MX320 á, đó là một cái dòng mà bên mình rất là thích. Đấy, rất là ok về cái chất âm này kia và cũng như cái tầm giá. Và sau đó thì hãng đã bỏ, cho nên là nay thì hãng là ra cái dòng Baram Max Pro D30 này. Thì khi mình test thì từ cái tune cho đến cái chất âm của nó na ná cũng giống như dòng 320 hồi trước. Và mình cảm nhận được rằng cái phần effect của nó hay hơn rất là nhiều so với cái MX320 lúc trước. Và bây giờ thì cũng luôn tiện clip ngày hôm nay thì mình cũng sẽ hát test một đoạn để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử cái phần effect của cái vang số Baram Max Pro D30 này, để mọi người chúng ta cùng nghe và cùng trải nghiệm thực tế cái âm này. Anh hỡi đến một hạnh phúc lứa đời, xin hãy giữ tròn cánh chim thương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường bay giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ đồng cháy. Thì cái tính chất của clip này mình muốn làm là để mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta trao đổi, chúng ta có những cái kinh nghiệm chúng ta đưa ra để mà chúng ta chia sẻ cho mọi người, chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Thì chúng ta muốn nâng cấp một cái thiết bị gì đó thì chúng ta cần phải nắm rõ hơn để chúng ta nâng cấp cho nó phù hợp, tránh cái vấn đề mà chúng ta phải bỏ tiền ra nhưng nó không được mang lại được lợi ích gì, như vậy nó rất là uổng. Thì bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.